Xin chào cô chú anh chị, quay trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo. Thì trên màn đây của em nó là rất nhiều các dòng loại sạc và loại pin. Đấy, rất là nhiều cô chú anh chị bây giờ quan tâm về sạc, chọn sạc làm sao cho nó đúng. Đấy, cái đấy thì thứ nhất là chúng ta phải xem lại nhu cầu của chúng ta, và thứ hai là xem lại quả pin chúng ta nó là pin nào. Đấy, tư tưởng anh em thì nhiều khi là cứ phải sạc bàn mới là tốt, mà cứ phải sạc nhanh mới là tốt. Nhưng mà nhiều khi của anh em pin của anh em có 5C thôi, mà dung lượng có khi chỉ tầm 3A quay đầu. Mà mình cứ dùng những cái sạc 2,5A rồi sạc 3A, sạc 4A. Đấy, sắp tới nó ra sạc 6A thì nó rất là dễ nhanh lệch áp, tại vì dòng điện nó vào cực kỳ lớn luôn. Nhiều khi là hàng sell trên nó đầy nhưng hàng sell dưới chưa đầy. Đấy, nó sẽ gây ra tình trạng là lệch áp, mà sạc là có như nhảy hai đèn luôn, vừa đèn đỏ vừa đèn xanh luôn. Đấy thì các anh em lưu ý nhá, sạc thì em về cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà sạc thì chúng ta nên tương tác với nhà bán hàng, nên trao đổi với nhà bán hàng là dùng loại nào. Đây, loại này này. Sạc chân kim 1A này. Đấy. Sạc đây qua xuống đây giúp anh. Đây này, sạc bàn 1A này. Rồi sạc adapter 1A này. Đấy. À sạc adapter nhanh 3A này. Đấy, có quạt luôn. Đấy, nhưng mà không phải là cứ sạc càng nhanh càng tốt. Đấy, nhưng mà nếu mà chân ái nhất ấy, anh em không vội vàng về thời gian ấy, thì anh em dùng cho em những cái quả sạc 1A như này hoặc sạc như này. Đấy, càng sạc chậm càng bền pin. Đấy, cái đấy là nguyên lý rồi, rõ ràng rồi. Đấy, thế còn thời gian thì bây giờ là ai cũng vội đúng không? Người đi làm cũng vội, mà người ở nhà cũng vội, luôn luôn muốn sạc nhanh giống như cái sạc điện thoại thôi. Đây nhá, thì em sẽ báo giá cho mọi người nhá. Những cái quả pin nó ghi xả 5C. Đấy, ví dụ như là quả pin này. Mọi người để ý thằng Hookah nó rất là rõ ràng này. Ví dụ như quả pin này thì nó sẽ tặng một cái sạc như này. Hay là quả 6A của nó ấy, thì nó vẫn tặng cái sạc này. Đấy là những dòng pin 5C, pin ABS thì xả nó thấp thì nó dùng những sạc này là vừa phải thôi. Đấy thì không nên sử dụng sạc nhanh quá. Đấy, thì còn những cái quả pin 5C thì khuyến khích anh em sử dụng ba loại sạc như này. Đấy, một là sạc Hookah 1,5A, hai là sạc bàn, đấy, sạc loại rẻ rẻ mà không có tem, không có hiệu gì, 1A. Thứ ba là sạc chân kim, sạc 1A. Đấy, tại vì bây giờ thì gần như là 100% pin là có cổng sạc chân kim rồi, để mọi người cắm vào hoặc mọi người gài vào rồi. Cho nên sạc được ba sạc này là sạc chân ái. Thứ nhất, nó phù hợp cho cả pin rẻ, pin đắt, cả pin xả thấp, cả pin xả cao. Có mỗi cái thời gian nó hơi lâu thôi. Đấy, những cái quả pin như này nó không phải hẳn là xả cao, thì tốt nhất là dùng ba quả pin sạc này thôi. Đấy, để cho nó đỡ bị lệch áp, tại vì mọi người hiểu là nạp và xả nó không đúng cách thì nó rất là ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Đấy thì sạc này này là sạc của Pingneng này, PN này, hàng của Pingneng nội địa 21V 1A, chuẩn 1A thì giá của nó là 70.000. Đấy, cái sạc bàn như này không có tem mác gì cả. Đấy, có khi đo ra là khoảng 0.8 hoặc 1A thì nó là 70.000. Đấy. Thế ví dụ nhá, ví dụ mọi người sạc một quả pin 4A như này mà với sạc 1A thì nó sẽ sạc mất 4 tiếng. Đấy. Thế còn sạc này của Hookah là 130.000, sạc bàn nó ghi 1.5A đây. Đấy. Thế còn đối với những quả pin sạc cao, ví dụ như là pin Super của Hookah thì nó hay tặng theo cái pin cái sạc này, sạc 2A hoặc sạc 2.5A. Đấy. Thì nó mới sạc được, tại vì dòng xả nó cao thì nhiều khi là nó mới dùng được, điện nó vào nhanh nó mới tải được, đúng không? Đấy. Giống như mấy con mà xả thấp mà dùng tì đè mạnh quá, hay là làm nặng rút lõi, hay là khoan bê tông dài nó hay ngắt. Đấy thì sạc này là sạc 2A, giá là 180.000. Sạc này là sạc 2.5A. Đấy, sạc này thì em đánh giá là đỉnh nhất của Hookah này hiện đại. Đấy, sạc 3A thì Hookah thì em thấy chưa hiệu quả lắm. Sạc này thì tản nhiệt tụ to, tản nhiệt nhôm lớn, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, mà dáng nó đẹp, nhìn rất thể thao luôn. Đấy, một cái hộp như này nhìn cảm giác như là bóc siêu của điện thoại. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, sạc 2,2A với cả pin 4A thì nó được khoảng 2 tiếng, còn 2,5A với cả 4A thì nó sẽ được khoảng dưới 2 tiếng, khoảng 1 tiếng rưỡi đến 1 tiếng 45 phút. Đấy, thì mọi người lưu ý chọn sạc sao cho đúng nhé. Đấy, thì em cũng về thêm một dòng sạc nhanh giá rẻ nữa. Đây, đó là sạc có quạt. Đấy, con này sạc có quạt đời mới nhá, nó không phải là sạc dài dài màu xanh như trước. Đấy, nó có cọc như này, cầm nó rất là nặng tay, chắc chắn. Đây, so với sạc này thì sạc nó nhanh hơn, điện nó vào ok hơn. Thì sạc này là 130.000. Đấy, có quạt tản nhiệt luôn. Đấy, một thương hiệu chuyên ở Quảng Đông ấy, Quảng Đông Sanja. Đây, một công ty chuyên về sản xuất sạc cho điện thoại và sạc cho máy pin. Đấy, sạc này là sạc nội địa chung nhá, có quạt tản nhiệt luôn thì là 130.000. Đấy, nó tối ưu hơn bởi vì nó ít phần tản nhiệt hơn là so với cả sạc này. Đấy, nhưng đổ lại thì nó có quạt thì nó cũng sẽ giảm được cái nhiệt trong quạt nhá, trong sạc nhá. Đấy thì khuyên anh em là mình quan tâm về dòng sạc. Thứ nhất là nhu cầu của mình, giả sử nhu cầu của mình là cần pin liên tục. Đấy, hết rồi lại sạc, hết rồi lại sạc để đi làm,
thì chúng ta phải mua pin sạc cao và phải mua sạc nhanh. Thế còn trường hợp mà chúng ta không vội như thế thì chúng ta tốt nhất dùng sạc chậm càng tốt, càng bền pin. Đấy, thế còn những quả pin này em thật luôn là có những quả pin như của Drama Blood ấy, hoặc mạch sóng một phép ấy, đời trước của nó cắm vào sạc 2,5A nó không nhận luôn, nó nhảy luôn hay nó báo luôn là không nhận. Đấy, nhưng bây giờ thì nó nhận rồi. Đấy, thì mọi người phải lưu ý. Đấy, hỏi nhà bán hàng. Còn nếu mà không muốn hỏi, không muốn gì thì cứ mua sạc chậm cho em. Đấy. Đấy, mọi người có thể mua đường link phía Shopee phía dưới. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.